rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Chưa tỉnh hả đại ca? Giờ thấy đuối thiệt đó mày. Ngày hôm qua tụi bay dập tao dữ quá. Đại ca, em cứ thấy lo lo về cái chuyện thằng Trung Câu. Mày chỉ được đầu to mà ốc như trái nho vậy. Vợ con nó chình ình ở đó, tao chấp 10 cái mạng nó cũng không dám hó hé nữa. Em không hiểu tại sao đại ca làm gì mà tin tưởng, giao hết số tiền vàng cho nó, thiếu gì chỗ để cất. Mày nghĩ thằng Trung Râu đó nó dám mang số của cải đó bỏ trốn hay sao? Tao đâu phải thằng ngu mà không hiểu cái điều đơn giản đó. Thằng Trung là thằng sống có trước có sau. Nó có bản lãnh, chứ không phải chỉ biết có tiền không. Đại ca nói chuyện khó nghe quá. Mẹ kiếp, cuộc đời này có thằng nào đi ăn cướp mà không cần tiền không? Ăn cướp mà nó biết sống. Tao có bị bắt thì vẫn yên tâm khi nó giữ tiền giùm tao. Đại ca lo xa quá. Mày đó, cũng đừng kiếm chuyện gây sự với nó nữa. Nếu không bị tụi công an làm giữ, tao cũng đâu phải đi làm cu li ở cái bãi đá này để che mắt tụi nó đâu. Sáng giờ hai đá có làm gì đâu. Theo tao. Ê, tụi mày ngồi đây làm gì vậy? Làm biếng hả? Mày, mấy thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch, tính với nó làm cái gì? Đi lên đi mày. Đi đi. Tứ làm biếng chết nhát. Mày mới nói gì đó? Tao nói mày chết nhát á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.